về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Cô xin chào tất cả các bạn học sinh khối 6 trên toàn quốc. Hôm nay thì cô trò chúng ta cùng nhau nghiên cứu bài học thứ 2 trong chủ đề lực, đó là bài 27, lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc. Học xong bài này thì các bạn có thể thứ nhất là nêu được lực tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng lực và lấy được ví dụ về lực tiếp xúc. Thứ hai là các bạn có thể nêu được lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực, và các bạn cũng có thể lấy được ví dụ về lực không tiếp xúc. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau vào bài. Trong phần mở đầu, chúng ta có một thí nghiệm như sau này. Treo một vật nhỏ bằng sắt vào giá đỡ như hình 27.1A. Đây, các bạn quan sát hình 27.1A này. Chúng ta có một cái giá đỡ thí nghiệm này. Một vật bằng sắt được treo bằng một sợi dây nhỏ mạnh treo ở trên giá thí nghiệm này. Sau đó, ý A là người ta dùng tay kéo nhẹ vật để dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng như hình 27.1B. Sau đó buông tay cho vật trở lại đứng yên như cũ. Ban đầu thì cái vật của cô này, nó được treo bằng dây treo đúng không? Nó đang đứng yên như thế này, dây treo của cô thẳng đứng. Sau đó cô dùng tay này, cô kéo nhẹ cái vật thì sẽ thấy là cái dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng như ở hình B này. Sau đó cô sẽ buông tay. Cô buông tay ra thì cái vật của cô nó sẽ dao động một lúc rồi nó dừng hẳn lại và nó trở lại vị trí như ở hình A. Ý B là đưa từ từ một thanh nam châm lại gần vật sao cho dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng như hình 27.1C. Đây. Khi cô đưa một thanh nam châm này lại gần cái vật bằng sắt của cô này thì chúng ta sẽ thấy là cái dây treo nó bị lệch khỏi phương thẳng đứng. Và bây giờ người ta hỏi chúng ta để làm cho dây treo vật lệch khỏi phương thẳng đứng thì có nhất thiết phải chạm thanh nam châm vào vật không? Thì các bạn quan sát trên hình 27.1C, khi cô đưa thanh nam châm lại gần cái vật bằng sắt này thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Cái dây của chúng ta nó đã lệch khỏi phương thẳng đứng rồi, nhưng mà thanh nam châm của cô và cái vật bằng sắt này nó không hề chạm vào nhau đúng không? Vậy thì chúng ta trả lời như thế nào nhỉ? Chúng ta trả lời như sau này. Để làm cho dây treo vật lệch khỏi phương thẳng đứng thì không nhất thiết phải chạm thanh nam châm vào vật. Vì chúng ta sẽ giải thích lý do như sau, là thanh nam châm thì có thể hút các vật bằng sắt khi mà đưa thanh nam châm lại gần các vật bằng sắt đó. Và làm cho dây treo vật đó lệch khỏi phương thẳng đứng.
Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần một nhỏ, nghiên cứu về lực tiếp xúc. Các bạn đọc thông tin trong sách giáo khoa cho cô này. Những lực xuất hiện giữa hai vật khi chúng tiếp xúc thì tiếp xúc nhau được gọi là lực tiếp xúc. Sau đây là một số ví dụ. Người thợ rèn dùng búa đập vào thanh thép đã được nung nóng như trong hình 27.2. Lực do búa tác dụng làm biến dạng thanh thép, và lực tiếp xúc xuất hiện trong trường hợp này được gọi là lực va chạm. Cô phân tích cho các bạn này. Trong hình 27.2 này, người thợ rèn này đã dùng một cái búa này tác dụng lực vào một thanh thép đã được nung nóng. Và giữa cái búa của cô này và thanh thép này có sự tiếp xúc với nhau nên chúng ta gọi đó là lực tiếp xúc, được chưa? Và cái thanh thép này nó đã được nung nóng này, sau khi nó chịu tác dụng của lực do cái búa tác dụng vào thì nó bị biến dạng, sau đó thì nó không trở lại được hình dạng ban đầu nữa, thì lực xuất hiện trong trường hợp này thì gọi là lực va chạm. Đấy, các bạn rõ chưa? Một lưu ý đó là khi một vật đang chuyển động va chạm với một vật khác thì mỗi vật đều tác dụng lực va chạm vào vật còn lại. Đấy, cô lại phân tích lại cái ví dụ ở hình 27.2. Là cái búa của cô nó đang chuyển động từ trên xuống để nó đập vào thanh thép, đúng không? Thì khi mà một vật đang chuyển động va chạm với một vật khác, tức là cái búa của cô nó chuyển động va chạm với thanh thép, thì mỗi vật đều tác dụng lực va chạm vào vật còn lại. Có nghĩa là cái búa của cô cũng tác dụng lực va chạm vào thanh thép, mà thanh thép cũng tác dụng lực va chạm vào cái búa. Đấy, các bạn rõ chưa? Nó có tính hai chiều nhé. Phần tiếp theo này. Độ lớn của lực va chạm thì có thể rất lớn. Ví dụ như khi chúng ta dùng búa đập vào đinh thì đinh của chúng ta nó sẽ cắm sâu vào tường, hoặc là nó có thể rất nhỏ mà chúng ta rất khó có thể cảm nhận được. Đó là ví dụ như là các hạt khí trong không khí va chạm lên da của chúng ta. Phần tiếp theo này, tay người ấn lên quả bóng sẽ làm cho nó biến dạng như trong hình 27.3. Đây, cô có một quả bóng này, cô bơm nó căng tròn lên. Đấy. Sau đấy cô dùng một ngón tay, cô tác dụng lực vào quả bóng, hay là cô ấn lên quả bóng, thì quả bóng của cô, các bạn quan sát cái chỗ này, nó sẽ bị lõm, hay nói cách khác là nó bị biến dạng. Thì khi mà cô bỏ tay ra thì cái quả bóng này nó lại trở lại hình dạng ban đầu, nó lại căng tròn chứ nó không hề bị lõm nữa. Những cái vật mà có tính chất như vậy thì người ta gọi là vật đàn hồi, hay nói cách khác là cái quả bóng này của cô trong ví dụ này nó chính là vật đàn hồi. Đấy, các bạn ở nhà các bạn cũng có thể thực hiện cái thí nghiệm này nhé. Các bạn lấy một quả bóng này, bơm nó căng tròn lên, sau đấy chúng ta sẽ dùng một ngón tay này chúng ta ấn vào quả bóng, chúng ta sẽ thấy là tại cái chỗ mà chúng ta ấn ấy, quả bóng nó sẽ bị lõm xuống, và khi mà chúng ta bỏ tay ra thì nó lại trở về hình dạng ban đầu, nó chẳng hề lõm nữa, được chưa? Khi mà vật đàn hồi bị biến dạng thì xuất hiện lực đàn hồi chống lại lực gây ra biến dạng đó. À, cô lại phân tích tiếp. Khi mà tay cô tác dụng lực vào đây thì tay cô chính là tác dụng lực, thì lực đó chính là lực gây ra biến dạng, đúng không? Và khi mà tay cô tác dụng lực vào đây thì ở quả bóng này nó sẽ xuất hiện một cái lực đàn hồi chống lại lực gây ra biến dạng, chính là lực do tay cô tác dụng vào, thì quả bóng này nó sẽ xuất hiện cái lực đàn hồi đó. Các bạn rõ chưa nào? Bây giờ thì các bạn sẽ lấy cho cô một vài ví dụ về lực tiếp xúc mà các bạn biết nào. Để lấy được ví dụ về lực tiếp xúc thì các bạn cần phải ghi nhớ cho cô khái niệm về lực tiếp xúc. Đó là lực xuất hiện khi hai vật có sự tiếp xúc với nhau thì sẽ được gọi là lực tiếp xúc. Chúng ta lấy ví dụ này. Ví dụ về lực tiếp xúc. Thứ nhất, đó là lực do cái búa tác dụng vào đinh thì sẽ làm cho đinh ngập sâu vào tường. Giữa búa và đinh lúc này sẽ có sự tiếp xúc với nhau thì lực đó gọi là lực tiếp xúc. Các bạn ghi cho cô này. Lực tiếp xúc. Do búa tác dụng vào đinh. Tác dụng vào đinh này. Làm đinh ngập sâu vào tường.
Hoặc cô có thể lấy ví dụ khi mà các bạn chơi đạp bóng này, các bạn sẽ dùng cái chân này, chúng ta đè quả bóng lại để cho nó đứng im. Thì khi đó lực do chân của chúng ta tác dụng vào quả bóng này sẽ làm cho quả bóng bị biến dạng. Đúng chưa? Nào. Lực do bàn chân đè vào quả bóng làm cho quả bóng bị biến dạng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu sang một loại lực khác, đó chính là lực không tiếp xúc. Kết quả thí nghiệm ở hình 27.1C cho thấy có những lực xuất hiện giữa hai vật không tiếp xúc với nhau. Những lực như vậy thì gọi là lực không tiếp xúc. Các bạn quay trở lại hình 27.1C. Đây, chúng ta quan sát trong hình cho cô. Cái thanh nam châm của cô nó hút cái vật bằng sắt này làm cho cái dây treo vật bằng sắt này lệch khỏi phương thẳng đứng, đúng không? Tuy nhiên, chúng ta lại nhìn thấy giữa thanh nam châm và cái vật bằng sắt này không hề có sự tiếp xúc với nhau. Thì lực do thanh nam châm tác dụng lên vật bằng sắt này gọi là lực không tiếp xúc. Chúng ta sẽ phân tích tiếp. Lực mà nam châm hút một số vật làm bằng sắt thì chính là một ví dụ về lực không tiếp xúc như cô vừa phân tích rồi đấy. Một nam châm của chúng ta thì sẽ có hai cực. Một cực là cực bắc, cực còn lại là cực nam. Nếu chúng ta đưa cực bắc của nam châm này lại gần cực nam của nam châm khác như hình 27.4 đây, thì chúng ta sẽ cảm nhận có lực hút tác dụng lên hai tay mình. Mặc dù hai nam châm của chúng ta thì không chạm vào nhau, và lực hút sẽ tăng lên khi hai cực khác tên của hai nam châm được đưa lại gần nhau hơn. Thì các bạn lại quan sát cho cô, trong hình 27.4 chúng ta có hai thanh nam châm và chúng ta nhìn thấy là ký hiệu hai cái cực của nó khác nhau, đúng không? Khi mà chúng ta đưa hai cực khác tên của hai cái nam châm này lại gần nhau thì chúng ta sẽ thấy là nó hút nhau, và càng đưa lại gần thì cái lực hút này nó càng mạnh. Thế thì các bạn có thể lấy cho cô một vài ví dụ về lực không tiếp xúc không nào? Ví dụ về lực không tiếp xúc mà các bạn biết. Ví dụ về lực không tiếp xúc thì là lực xuất hiện giữa hai vật không tiếp xúc với nhau. Đấy, các bạn ghi nhớ cho cô khái niệm. Vậy thì chúng ta có thể dễ dàng lấy ví dụ được ngay. Đó là lực hút của trái đất. Lực hút của trái đất tác dụng vào quả táo. Tác dụng vào quả táo thì khi quả táo rơi ra khỏi cây thì nó sẽ rơi về phía trái đất, thì sẽ rơi về phía trái đất Đây là một ví dụ mà chúng ta có thể rất dễ dàng quan sát trong thực tế, đúng không? Khi mà quả táo này, quả cam hay quả bưởi của chúng ta nó rơi, nó rụng xuống thì nó sẽ rơi về phía trái đất chứ không bao giờ nó bay ngược lên trời. Đó là bởi vì có lực hút của trái đất tác dụng vào những cái quả đó. Hoặc cô có thể lấy ví dụ khác, đó là lực hút giữa trái đất và mặt trăng. Trái đất và mặt trăng của chúng ta thì không hề có sự tiếp xúc với nhau. Vậy nên lực hút giữa trái đất và mặt trăng chính là lực không tiếp xúc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vận dụng này. Có hai thanh nam châm, mỗi thanh có
Ở cực Bắc được đánh dấu là chữ N in hoa, cực Nam thì được đánh dấu là chữ S. Em hãy dùng thanh nam châm, hai thanh nam châm này để chứng tỏ rằng các cực cùng tên của chúng đẩy nhau, các cực khác tên của chúng thì hút nhau. À, cái này nếu mà chúng ta có hai thanh nam châm thì chúng ta sẽ rất dễ dàng làm thí nghiệm và chúng ta chứng minh được ngay. Tuy nhiên các bạn lưu ý cho cô, chúng ta cần phải gọi đúng tên các cực của thanh nam châm nhé. Cô ví dụ cái ký hiệu là chữ N in hoa thì đó chính là cực Bắc, còn ký hiệu là chữ S in hoa thì đó chính là cực Nam. Và sau khi chúng ta dùng hai thanh nam châm này, đưa hai cực cùng tên của hai thanh nam châm này lại gần nhau thì chúng ta sẽ thấy là nó đẩy nhau. Còn khi mà chúng ta đưa hai cực khác tên của hai thanh nam châm này lại gần nhau thì chúng ta sẽ thấy là chúng hút nhau, được chưa? Vậy thì kiến thức cốt lõi của bài này là gì? Các bạn cần phải ghi nhớ cho cô. Thứ nhất, lực tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực. Thứ hai, đó là lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực. Được chưa? Các bạn ghi nhớ cho cô hai điều này nhé. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì cần cô giải đáp thì hãy để lại bình luận bên dưới video này nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.